Trong bản tin ngày 21 tháng 9, mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây Người Canada đã bầu lại một chính phủ tự do thiểu số CBC News dự đoán Hoa Kỳ gia hạn đóng cửa biên giới trên đường bộ với Canada và Mexico và nới lỏng các biện pháp đi lại khác Pfizer Canada sử dụng chiêu bài khẩn cấp trong kế hoạch xin phép sử dụng vaccine COVID cho trẻ em Những gì cần biết về chương trình hộ chiếu vaccine của Alberta Vụ nổ tại nhà máy gỗ Bolsaville khiến cho 8 người bị thương. Thị trường bán tháo do lo ngại công ty Evergrande của Trung Quốc bị vỡ nợ. Hydro Quebec đạt thỏa thuận trị giá 20 tỷ đô la cung cấp năng lượng cho New York trong 25 năm. Các nhà lãnh đạo thế giới quay trở lại Liên Hợp Quốc với trọng tâm là đại dịch và khí hậu. Nhiều người thiệt mạng trong một vụ xả súng ở một trường đại học tại Cộng hòa Liên bang Nga. Thủ tướng Australia hướng tới đối thoại tứ giác an ninh trong bối cảnh không đạt được thỏa thuận tàu ngầm với Pháp. Tiến triển mới trong vụ mất tích của Gabby Petito, cảnh sát khám xét nhà bạn trai ở Florida. Dồn dập thư của các nhà doanh nghiệp gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất chiến lược kiểm soát đại dịch. Việt Nam ghi nhận mức Covid thấp nhất trong một tháng trở lại đây. Tuấn Liêm và Hoàng Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Và cảm ơn quý vị đã tới đây để theo dõi bản tin Canada nói bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Chúng tôi xin thông báo, trong thời gian sắp tới, kênh Culture Channel sẽ có sự trở lại của bác sĩ Nguyễn Hoành Khôi. Ông là bác sĩ gia đình với trên 30 năm trong nghề tại Canada, sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của quý vị về vaccine COVID-19 cũng như các câu hỏi về sức khỏe. Kính mời quý vị gửi câu hỏi của mình để được bác sĩ Khôi trả lời bằng cách viết câu hỏi của quý vị ở phần phản hồi bên dưới tức là phần comment của mỗi bản tin. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, trong cuộc đua bầu cử lần thứ 44, người dân Canada đã bầu lại một chính phủ tự do thiểu số. Lãnh đạo đảng tự do, Thủ tướng Justin Trudeau sẽ giành đủ số ghế trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 44 này để thành lập một chính phủ thiểu số, theo ban dự đoán của đài CBC News. Kết cuộc, cuộc kiểm phiếu cuối cùng có thể trông không khác lắm so với thành phần của Hạ viện khi nó bị giải tán vào đầu tháng 8. Đặt ra câu hỏi về lý do tại sao một cuộc bầu cử lại được gọi trong làn sóng thứ tư của đại dịch COVID-19. Đó vẫn là một sự đảo ngược vận may đối với Thủ tướng Trudeau. Ông đã khởi động chiến dịch này vào giữa tháng 8 với vị trí dẫn đầu khá lớn trong các cuộc thăm dò, nhưng chỉ để chứng kiến sự ủng hộ đối với ông vài ngày sau đó đã giảm khi nhiều cử tri bày tỏ sự tức giận với quyết định của ông về việc thúc đẩy một cuộc bầu cử trong làn sóng thứ tư của đại dịch. Hai màn tranh luận khá bình thường của thủ tướng Trudeau và những câu hỏi mới về các vụ bê bối trong quá khứ cũng đặt ra câu hỏi về chiến thắng của Đảng Tự do nhưng cuối cùng các cử tri đã quyết định nhóm tự do nên tiếp tục điều hành quốc gia mà mặc dù đã bị vùi dập và bầm dập bởi cuộc khủng hoảng sức khỏe nhưng cũng đã làm khá tốt dựa trên các chỉ số chính của đại dịch như là tỷ lệ tử vong và tỷ lệ bao phủ vaccine theo CBC News nhà lãnh đạo đảng bảo thủ ông Erino O'Toole đã bỏ lỡ cơ hội lật đổ một thủ tướng người mà đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong suốt 6 năm cầm quyền Ông O'Toole đã thực hiện kế hoạch tăng cường chi tiêu chăm sóc sức khỏe, giảm thâm hụt trong 10 năm và thắt chặt các quy tắc đạo đức đối với các chính trị gia. Một biện pháp ôn hòa hơn đối với chủ nghĩa bảo thủ, mà cuối cùng đã không đủ mạnh. Với việc kiểm phiếu vẫn đang được tiến hành, thật khó để nói đảng của ông O'Toole sẽ giành được bao nhiêu số ghế trong cuộc bầu cử này. Tuy nhiên, dựa trên kết quả sơ bộ tính đến nửa đêm giờ Toronto, đảng bảo thủ được bầu trong 120 khu vực, ít hơn một ghế so với những gì đảng đã giành được dưới thời cựu lãnh đạo đảng bảo thủ ông Andrew Scheer. Với việc Thủ tướng Trudeau và Đảng Tự do cam kết thực hiện các chính sách cải tiến như là chăm sóc trẻ em và hỗ trợ nhà ở mới, nhà lãnh đạo NDP, Jamit thì thậm chí còn nghiêng hơn về phía bên trái, hứa hẹn sự mở rộng đáng kể của chính phủ liên bang. Thông qua 200 tỷ đô la trong các cam kết chi tiêu mới cho những lời hứa như là dược phẩm quốc gia. Nhưng ông Singh đã bị chỉ trích vì đưa ra một nền tảng với ít chi tiết về cách bất kỳ thay đổi mang tính biến đổi này sẽ được thực hiện như thế nào. Ông Singh có thể có ảnh hưởng trong quốc hội nếu cử tri ủng hộ một chính phủ tự do thiểu số. Với hơn 7,5 triệu phiếu bầu đã được kiểm cho đến thời điểm của bản tin này, Đảng Tự do chiếm 32% số phiếu bầu được đếm, Đảng Bảo thủ có khoảng 34% và NDP có gần 17% tỷ lệ phiếu bầu. Cho đến thời điểm này thì Đảng Xanh đã chiếm được 2,2% số phiếu bầu, trong khi Đảng Nhân dân Canada PPC có hơn 5,2% tổng số phiếu bầu. Đảng Tự do mang ơn sự bầu lại cho đảng của họ đối với những người ủng hộ mạnh mẽ ở hai tỉnh đông dân nhất của đất nước là tỉnh Ontario và Quebec. Toronto và các vùng ngoại ô xung quanh của nó, thường được gọi là khu vực 905 theo mã vùng của nó, đã chứng tỏ là một pháo đài tự do kiên cường với những người bảo thủ không thu được bất kỳ lợi ích đáng kể nào trong số các cử tri ở khu vực đại đô thị Toronto GTA. Chỉ có một trong những ghế của khu vực đó là Thornhill đang trên đường đưa một nghị sĩ đảng bảo thủ trở lại. Ở tỉnh Quebec, nơi phe Ly Khai, khối Quebec Quar, đang mất 3 trong số 32 ghế mà nó nắm giữ trong quốc hội trước đó. Thương hiệu tự do vẫn là người chiến thắng, mặc dù đảng tự do đã đặt hy vọng có thêm ghế ở đó để đưa đảng này trở thành chính phủ đa số. Thủ tướng Trudeau đã dễ dàng đi đến chiến thắng trong khu vực bầu cử của chính mình là Papineau, các bộ trưởng nội các khác bao gồm ông François Philippe Champagne ở Saint Maurice Champlain của Quebec và Mona Fortier ở Ottawa Vanier của Ontario cũng đã được bầu lại theo CBC News. Trong khi cử tri đã trả lại một chính phủ tự do cho Ottawa, kết quả ban đầu từ 32 ghế của khu vực Đại Tây Dương cho thấy thương hiệu của đảng bảo thủ trung tâm hơn của ông O'Toole đã gây được tiếng vang ở khu vực Đại Tây Dương này. Newfoundland và khu vực Maritimes đã là thành trì của đảng tự do trong hai chu kỳ bầu cử gần nhất. Đảng này đã càng quát mọi ghế ở đó vào năm 2015 và chỉ tụt xuống 5 ghế vào năm 2019. Ông Otu, người đã bổ nhiệm một số người ở khu Maritimes vào các vai trò cấp cao trong đảng, đang có tốc độ hoạt động tốt hơn những người tiền nhiệm gần đây của mình trong khu vực này. Cựu thủ tướng Stephen Harper đã bị đóng khỏi khu vực Đại Tây Dương Canada vào năm 2015, trong khi người kế nhiệm của ông là ông Andrew Scheer chỉ chiếm được 4 ghế trong cuộc tranh cử năm 2019. Ông O'Toole, người đưa ra hình thức bảo thủ ôn hòa hơn so với các nhà lãnh đạo đảng bảo thủ trước đây, đã vượt trội hơn cả cựu thủ tướng Harper và ông Andrew Scheer về số ghế ở khu vực Đại Tây Dương của Canada. Bộ trưởng Nội các Đảng Tự do, Bernadette Jordan, mất ghế ở tỉnh Nova Scotia. Theo dự đoán của CBC News, các ứng cử viên Đảng Bảo thủ đã được tuyên bố thắng ghế bầu cử ở 6 khu vực. Ông Rick Perkins thuộc Đảng Bảo thủ đã chiếm ghế của người đương nhiệm của Đảng Tự do là bà Bernadette Jordan ở Nova Scotia, ở khu South Shore, St. Margaret's. Bà Jordan từng là bộ trưởng thủy sản trong nội các của ông Trudeau. Ứng cử viên đảng bảo thủ ở Cumberland Colchester là Stephen Ellis cũng đã đánh bại đương kim đảng tự do Lenore Zen. Người chiến thắng dự kiến đầu tiên trong cuộc bầu cử này là ông Seamus Oregon, đương nhiệm của đảng tự do ở St. John's, khu vực South Mount Pearl, người giữ chức bộ trưởng tài nguyên thiên nhiên trong nội các của Thủ tướng Trudeau. Ông Dominic Leblanc, một bộ trưởng khác của đảng tự do, cũng đã được dự đoán là người chiến thắng trong khu vực Bolsejour của ông ở New Brunswick. Một đảng viên tự do nổi tiếng khác là ông Sean Fraser, thư ký quốc hội cho bộ trưởng tài chính, đã loại bỏ người thách thức đảng bảo thủ của mình trong khu Central Nova. Chiếc ghế từng được nắm giữ bởi cựu lãnh đạo đảng bảo thủ cấp tiến ông Peter McCain. Hoa Kỳ gia hạn đóng cửa biên giới trên đường bộ đối với Canada và Mexico, nới lỏng các biện pháp đi lại khác. Áp lực đang đè nặng lên chính quyền của Joe Biden về việc mở cửa trở lại biên giới trên đường bộ đối với các nước láng giềng. Thế nhưng áp lực này sẽ còn đó trong ít nhất thêm một tháng nữa. Hôm thứ Hai, chính quyền của Tổng thống Joe Biden thông báo biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada và Mexico sẽ đóng cửa cho đến ít nhất là ngày 21 tháng 10. Biên giới này đã bị đóng cửa kể từ tháng 3 năm 2020. Trong khi các hạn chế đi lại đối với người Canada vẫn còn nghiêm ngặt, Hoa Kỳ đang tìm cách nới lỏng các hạn chế đi lại bằng đường hàng không với nước ngoài, cho phép những người nước ngoài đã được tiêm phòng đầy đủ có thể đến đất nước này. Bắt đầu từ tháng 11, du khách hàng không đến Hoa Kỳ sẽ phải cung cấp bằng chứng về xét nghiệm COVID-19 âm tính được thực hiện ít nhất 72 giờ trước khi lên máy bay và chứng minh tình trạng tiêm chủng của họ chính sách mới được công bố vào hôm thứ hai sẽ không còn giới hạn du khách từ các quốc gia cụ thể như là anh quốc trung quốc hay là ấn độ đối với những công dân hoa kỳ chưa được tiêm chủng các quy tắc cũng sẽ được thắt chặt bất kỳ người mỹ nào chưa được tiêm phòng sẽ cần phải được xét nghiệm một ngày trước khi đến hoa kỳ hoặc là rời đi hành khách đã được tiêm phòng đầy đủ sẽ không cần phải cách ly Chính phủ Liên bang Canada đã đưa ra thông báo đối với các công dân nước ngoài được tiêm phòng đầy đủ sẽ là các du khách được chào đón trên đất Canada. Các hãng hàng không sẽ buộc phải thu thập thông tin của du khách quốc tế để cho phép truy tìm liên lạc. Một trong những chỉ trích mạnh mẽ nhất về các hạn chế đi lại là tương hạ nghị sĩ Brian Higgins của New York đã kêu gọi của Hoa Kỳ mở cửa lại biên giới hoàn toàn khu dân biểu của higgins nằm ở buffalo và niagara Falls hai thành phố phụ thuộc vào ngành du lịch rất nhiều cư dân nơi đây đã than thở về những thiệt hại do phải đóng cửa kéo dài đã gây ra đối với các doanh nghiệp trong cộng đồng mặc dù các quy tắc ở hoa kỳ đã được nới lỏng nhưng vẫn chưa rõ loại phát sinh nào sẽ được trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh chấp nhận Pfizer Canada sử dụng chiêu bài khẩn cấp trong kế hoạch xin phép sử dụng vaccine COVID-19 cho trẻ em. Pfizer Canada cho biết họ có kế hoạch cung cấp cho Bộ Y tế Canada dữ liệu cho thấy vaccine COVID-19 có tác dụng với trẻ em nhằm tìm kiếm sự chấp thuận càng sớm càng tốt. Pfizer cho biết nghiên cứu của họ cho thấy sản phẩm vaccine này phù hợp với trẻ em từ 5 đến 11 tuổi và họ sẽ sớm xin phép Hoa Kỳ về việc sử dụng vaccine cho nhóm tuổi này một bước quan trọng để bảo vệ học sinh khỏi coronavirus. Bà Christina Antonio, giám đốc phụ trách về các vấn đề doanh nghiệp của công ty tại Canada, cho biết họ nhận thấy sự cấp thiết trong việc chia sẻ thông tin để cho trẻ em sớm được tiêm chủng. Và bà cho biết rằng Pfizer đã gửi dữ liệu vaccine mới cho Bộ Y tế Canada. Bộ Y tế Canada cho biết một số nghiên cứu về trẻ em đang được thực hiện bởi các nhà sản xuất phát sinh COVID-19 và cơ quan này dự đoán các nhà sản xuất phát sinh sẽ cung cấp dữ liệu về trẻ em trong những tháng tới. Công ty sản xuất phát sinh Moderna cũng đang thử nghiệm các mũi vắc xin của mình đối với trẻ em ở độ tuổi tiểu học. Và cả hai công ty Pfizer và Moderna đều đang nghiên cứu phát sinh COVID-19 cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi. Kết quả sẽ được trình bày vào cuối năm. Những gì cần biết về chương trình hộ chiếu vaccine của Alberta Hệ thống hộ chiếu vaccine COVID-19 của Alberta có hiệu lực từ hôm thứ hai. Chương trình cho biết các doanh nghiệp và địa điểm hoạt động mà không có giới hạn công suất và các biện pháp y tế công cộng khác nếu họ yêu cầu bằng chứng về việc tiêm chủng hoặc là kết quả xét nghiệm âm tính từ khách hàng. Sau nhiều tháng bác bỏ ý tưởng về hộ chiếu vaccine, Thủ tướng Jason Kenney đã công bố các biện pháp mới sâu so rộng để chống lại sự gia tăng của COVID-19. Nhưng dưới một cái tên khác là chương trình miễn trừ các hạn chế. Chính sách không bắt buộc này được áp dụng tại các nhà hàng, câu lạc bộ đêm, sông bạc, buổi hòa nhạc và cơ sở thể dục. Khi chính sách này được Thủ hiến Kenney công bố vào tuần trước, thì nó cũng được áp dụng cho cả các cửa hàng bán lẻ và thư viện nhưng hai địa điểm này đã bị loại khỏi danh sách vào cuối tuần qua. Bản sao kỹ thuật số của hồ sơ phát sinh được tìm thấy trên ứng dụng điện thoại My Health Records. Tuy nhiên, người Alvada muốn truy cập vào My Health Records đang được cảnh báo về thời gian chờ đợi lâu. Sự ra mắt của chương trình đã làm dấy lên những lo ngại về cách mà tài liệu có thể được giả mạo sau khi trang web ra mắt nhiều người đã lên Twitter để phàn nàn rằng tập tin PDF không bị khóa và hầu như bất kỳ ai cũng có thể chỉnh sửa thông tin trên đó nếu họ có quyền truy cập vào Adobe Reader. Trong một tuyên bố, tỉnh cho biết việc làm giả hồ sơ sức khỏe là một hành vi phạm tội theo đạo luật thông tin y tế. Người phát ngôn của Bộ Y tế cho biết mã QR an toàn hơn sẽ có mặt trong tuần tới. Trong khi đó, thành phố Edmonton sẽ cho nhân viên của mình chưa đầy 2 tháng để tiêm chủng đầy đủ, Đến ngày 30 tháng 9, thành phố cho biết nhân viên phải được tiêm một liều vaccine COVID-19 và bằng chứng về việc này sẽ phải được nộp cho chủ lao động trước ngày 8 tháng 10. Trước ngày 31 tháng 10, nhân viên phải nhận được hai liều vaccine và trình bằng chứng. Tất cả nhân viên phải được tiêm chủng đầy đủ trước ngày 15 tháng 11, tức là 2 tuần sau khi nhận được liều vaccine cuối cùng. Những nhân viên chưa được tiêm phòng đầy đủ sau đó có hai lựa chọn hoặc là tham gia xét nghiệm kháng nguyên nhanh hai lần một tuần với chi phí phải tự trả hoặc là được cho nghỉ không lương. Tính đến tối ngày 20 tháng 9, Canada báo cáo thêm 3.863 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức. 1 triệu 581.919 kể từ khi đại dịch bắt đầu. Có thêm 9.176 ca được báo cáo hồi phục. Hiện có 45.456 ca còn bệnh trên khắp Canada. Có thêm 40 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 27.434 người cho đến nay có hơn 55 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó thì hơn 28,7 triệu người, tức là hơn 75,3% dân số đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và 69,2% dân số đã tiêm hai liều. 86,5% số người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm một liều vaccine và 79,5% đã tiêm hai liều. Tỉnh BC thì báo cáo có thêm 435 ca bệnh mới và 11 ca tử vong trong thứ hai. Trong 3 ngày cuối tuần thì tỉnh có tổng cộng 1.692 ca bệnh. Tỉnh Alberta báo cáo thêm 4.633 ca bệnh mới trong 3 ngày cuối tuần, trong đó bao gồm 1.436 ca nhiễm báo cáo vào thứ hai, có thêm 22 ca tử vong. Tỉnh Saskatchewan có 519 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Số lượng tiêm chủng trong tỉnh đã bắt đầu tăng lên kể từ khi Thủ hiến Scott Moe công bố chính sách bắt buộc về việc đeo khẩu trang và bằng chứng tiêm chủng. Vào mỗi ngày kể từ khi tỉnh công bố chính sách mới này, tỉnh đã tiêm nhiều liều vaccine đầu tiên hơn bất kỳ ngày nào kể từ cuối tháng 7. Tỉnh Manitoba thì có 42 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Tỉnh đã mở rộng tính đủ điều kiện cho liều vaccine COVID-19 thứ ba cho tất cả cư dân và nhân viên của các nhà chăm sóc cá nhân tại cộng đồng bản địa First Nations. Tỉnh Ontario thì báo cáo 610 ca bệnh mới và 2 ca tử vong vào thứ hai. Tỉnh Quebec thì có 679 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. Nova Scotia có 55 ca bệnh mới, Newfoundland thì có 15 ca, New Brunswick có 199 ca trong cuối tuần. Thủ hiến Plan Hicks đã thông báo, đeo khẩu trang ở các không gian công cộng trong nhà sẽ lại là bắt buộc ở tỉnh bang này, có hiệu lực vào cuối ngày thứ ba. Nunavut có 2 ca bệnh mới và vùng lãnh thổ Yukon có 9 ca bệnh mới. Thưa quý vị, vụ nổ tại nhà máy gỗ ở Bowlesville, tỉnh Quebec đã khiến 8 người bị thương, 8 người đã được đưa đến bệnh viện sau một vụ nổ tại một nhà máy sản xuất gỗ ở Bosville tỉnh Quebec vào sáng thứ hai. Những người bị thương, một số bị bỏng nặng, đã được đưa đến bệnh viện Saint George gần đó. Sáu người bị thương nghiêm trọng đến mức họ phải được đặt nội khí quản và chuyển đến đơn vị chấn thương tại bệnh viện Onfong Jesus ở thành phố Quebec để được chăm sóc chuyên biệt hơn. Đại diện của cơ quan y tế khu vực được cử đến để hỗ trợ gia đình của những người bị thương. Theo trang web của công ty, nhà máy này chuyên sấy và chế biến gỗ ghép và gỗ công nghiệp trong các cánh cửa và cửa sổ. Cảnh sát đã được gọi đến nơi xảy ra vụ việc tại đường 134 vào khoảng 7 giờ 30 sáng thứ hai. Các cơ quan đang điều tra để xác định nguyên nhân và hoàn cảnh của đám cháy. Vẫn còn quá sớm để nói liệu các hoạt động sửa chữa tại đó có dẫn đến vụ nổ hay không. Đơn vị tội phạm địa phương cũng đang xem xét liệu vụ nổ có phải là do hành vi tội phạm gây ra hay không. Ông Daniel Fortin, người làm việc cho thị trấn Beauville nói rằng, thành phố này đang yêu cầu người dân không sử dụng quá nhiều nước và đang khuyên bất cứ ai sống gần nhà máy đóng cửa sổ do khói. Khoảng 15 cư dân và 3 cơ sở kinh doanh trong khu vực đã được rời đi. Beauville nằm cách thành phố Quebec khoảng 80 km về phía đông nam. Tại thành phố Toronto, Bộ Y tế Công Cộng cho biết, các trường học trong thành phố có thể từ từ cho phép các hoạt động ngoại khóa, bao gồm cả thể thao và câu lạc bộ, được tiếp tục đồng thời cung cấp một khuôn khổ để giúp các hội đồng quản lý đưa các hoạt động đó trở lại. Tỉnh đã cho phép các hoạt động ngoại khóa tiếp tục khi năm học mới bắt đầu vào đầu tháng này, nhưng đơn vị y tế của Toronto đã khuyến nghị tạm dừng khi việc học trực tiếp bắt đầu vào ngày 9 tháng 9. Cả hội đồng trường Toronto, TDSB và Hội đồng trường Công giáo Toronto đã gửi thư cho phụ huynh vào thứ Hai, nói rằng họ sẽ tuân theo hướng dẫn cập nhật từ đơn vị y tế công cộng. Giám đốc giáo dục của Hội đồng trường Toronto là bà Colin Russell Rollins cho biết, đây là một tin rất đáng khích lệ vì chúng tôi biết rằng những hoạt động này quan trọng như thế nào đối với sức khỏe tinh thần và thể chất cũng như trải nghiệm học đường của học sinh. Bộ Y tế Công cộng Toronto cũng khuyến nghị ưu tiên các hoạt động ngoài trời và có nguy cơ thấp hơn khi các quy tắc sức khỏe được thiết lập kỹ càng hơn các câu lạc bộ hoạt động và đội nhóm khác có thể trở lại các ban nhạc học đường có thể hoạt động trở lại nhưng không có nhạc cụ hơi hoặc kèn đồng trường học nên lưu giữ hồ sơ chính xác của tất cả học sinh tham gia câu lạc bộ ngoại khóa và nhóm hoạt động để giúp truy tìm liên hệ thị trường bán tháo do lo ngại công ty Evergrande của Trung Quốc bị vỡ nợ. Thị trường tài chính khắp thế giới đã có ngày tồi tệ nhất trong nhiều tuần vào thứ hai, khi mà những lo ngại về nhà phát triển bất động sản của Trung Quốc Evergrande làm xáo động các nhà thầu tư. Sàn giao dịch chứng khoán Toronto đã giảm khoảng 500 điểm, tương đương khoảng 2,5% vào gần trưa, trong khi ở New York chỉ số Dow Jones giảm 800 điểm xuất tác chính cho sự ảm đạm là công ty bất động sản của Trung Quốc Evergrande. Là một nhà phát triển bất động sản dường như đang sụp đổ dưới khoản nợ 300 tỷ đô la Mỹ. Công ty đã bỏ lỡ khoản thanh toán lãi suất 80 triệu đô la cho các khoản nợ của mình vào ngày thứ hai và đang trên đà bỏ lỡ một khoản thanh toán trái phiếu khác vào thứ năm. Mặc dù khó có khả năng xảy ra sự sụp đổ hoàn toàn, nhưng bong bóng bất động sản của Trung Quốc có khả năng xảy ra một cơn lốc xoáy khiến cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới phải lo lắng. Các công ty tài chính bị ảnh hưởng nặng nề nhất, mặc dù phần lớn nợ của Evergrande là do các công ty cho vay của Trung Quốc nắm giữ. Evergrande có thể là chất xúc tác chính, nhưng mà các nhà đầu tư cũng đang để mắt tới Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. Ngân hàng đang chuẩn bị cho quyết định mới nhất của mình về lãi suất tại một cuộc họp kéo dài 2 ngày bắt đầu vào thứ ba. Ngân hàng dự kiến sẽ không tăng lãi suất từ mức thấp kỷ lục hiện tại, thế nhưng bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ có thể tiến gần hơn đến việc này đều khiến cho thị trường trở nên hỗn loạn. Đó là bởi vì lãi suất thấp là chất xúc tác thực sự cho mọi doanh nghiệp tiền rẻ không chỉ thuyết phục các doanh nghiệp vay và đầu tư mà ngay cả ở cấp độ của người tiêu dùng. Lãi suất thấp cũng khuyến khích người tiêu dùng mua nhà lớn hơn, chi nhiều tiền hơn cho việc cải tạo và mua sắm. Hydro Quebec đạt thỏa thuận trị giá 20 tỷ đô la cung cấp năng lượng cho New York trong 25 năm. Hydro Quebec đã ký một thỏa thuận dự kiến sẽ cung cấp năng lượng cho tiểu bang New York trong vòng 25 năm tới. Theo một bản tin của CBC cho hay, Hydro Quebec đã ký một thỏa thuận dự kiến sẽ cung cấp năng lượng cho tiểu bang New York trong vòng 25 năm tới. Thủ hiến François Legault cho biết hôm thứ Hai, thỏa thuận trị giá hơn 20 tỷ đô la, và ông gọi thỏa thuận này là một tin lớn đối với môi trường vì năng lượng hóa thạch sẽ được thay thế bằng năng lượng tái tạo. Thủ hiến Legault từ lâu đã cố gắng thuyết phục các tỉnh lân cận vào Hoa Kỳ về lợi ích của Thủy Điện và coi Quebec là pin của Bắc Mỹ. Thỏa thuận này vẫn cần sự chấp thuận cuối cùng của cả hai khu vực pháp lý. Theo đó, Hydro Quebec sẽ xuất khẩu 10,4 terawatt giờ mỗi năm trong suốt thời gian của thỏa thuận. Sự kiện này sẽ yêu cầu một đường dẫn dài 60 km được xây dựng ở phía bên này của biên giới. Bộ lạc Mohawk của Kahnawake sẽ chia sẻ quyền lợi sở hữu của dự án này. Hydro Quebec hy vọng sẽ bắt đầu xây dựng vào đầu năm 2023. Quý vị đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel được thực hiện bởi Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý, mời quý vị theo dõi. Các nhà lãnh đạo thế giới quay trở lại Liên Hợp Quốc với trọng tâm là đại dịch và khí hậu. Nhiều người thiệt mạng trong một vụ xả súng ở một trường đại học tại Cộng hòa Liên bang Nga. Thủ tướng Australia hướng tới đối thoại tứ giác an ninh trong bối cảnh không đạt được thỏa thuận tàu ngâm với Pháp. Thủ đô Hà Nội của Việt Nam sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế coronavirus từ tuần này. Sau đây là cập nhật tình hình và những tin tức liên quan đến dịch COVID-19 trên thế giới. Vương quốc Anh triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho 3 triệu thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi đủ điều kiện. Vương quốc Anh đã ghi nhận 36.100 ca mắc mới trong khoảng thời gian 24 giờ gần nhất, với số lượng bệnh nhân Covid-19 nhập viện hiện là 7.847 người. Thủ tướng Anh đã hoan nghênh thông tin từ Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại của Covid-19 để cho phép các hành khách đã được tiêm phòng đầy đủ từ Vương quốc Anh và khối châu Âu vào nước này kể từ tháng 11. Hôm thứ Hai, Trung Quốc đã báo cáo 49 ca nhiễm mới được xác nhận ở đại lục trong ngày 19 tháng 9, giảm so với 66 trường hợp một ngày trước đó, theo dữ liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia. Tại Úc, thì cảnh sát chống bạo động đã đến để giải tán đám đông tại trụ sở chính của một công đoàn xây dựng ở Melbourne sau khi cuộc biểu tình phản đối bắt buộc tiêm vaccine trở nên tồi tệ. Tại Hoa Kỳ, một nhóm đảng viên Cộng hòa bất bình đã đặt câu hỏi liệu thống đốc bang Texas là ông Greg Abbott có sử dụng ảnh hưởng chính trị để ngừng một quảng cáo truyền hình mà chỉ trích việc xử lý đại dịch coronavirus của ông hay không. Ấn Độ đã thực hiện số lượng xét nghiệm coronavirus hàng ngày thấp nhất kể từ giữa tháng 8, khi Bộ Y tế của họ kêu gọi các chính quyền địa phương duy trì sự kiên cường trong suốt mùa lễ hội mùa thu. Người lao động ở Ireland đã bắt đầu quay trở lại văn phòng lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2020 sau khi nới lỏng các hạn chế mới nhất của Covid-19. Chính phủ hôm thứ hai cũng cho phép nối lại các hoạt động nhóm trong nhà như là khiêu vũ và yoga cho tối đa 100 người được tiêm chủng hoặc đã khỏi bệnh. Liên bang Nga đã báo cáo 778 ca tử vong mới do coronavirus trong 24 giờ qua. Một cặp vợ chồng ở bang Texas đã bị từ chối phục vụ tại nhà hàng vì vi phạm quy tắc không mặt nạ trong nhà hàng. Một cặp vợ chồng ở bang Texas đã bị từ chối phục vụ tại một nhà hàng vì họ đeo khẩu trang. Natalie Waster đã nói chuyện với đài CBS DFW, là một đài truyền hình địa phương về trải nghiệm của cô với chồng cô Jose và một vài người bạn. Tuần trước, cô cho biết họ đã đến Hang Time, là một quán bar và nhà hàng ở Rolex, vùng ngoại ô cách Dallas 20 dặm, cho một chuyến đi chơi hiếm hoi. Cặp vợ chồng Wester đều đã được tiêm phòng đầy đủ nhưng lại đeo khẩu trang khi vô bên trong nhà để bảo vệ đứa con trai 4 tháng tuổi bị suy giảm miễn dịch. Tại Hang Time thì một người phục vụ đã yêu cầu họ tháo khẩu trang ra. Cô Natalie kể lại, nhân viên phục vụ đến, ngồi xuống kế bên cạnh tôi và nói, người quản lý của chúng tôi bảo tôi đến đây vì tôi tự tế hơn ông ấy. Nhưng đây là chuyện chính trị và tôi cần bạn tháo khẩu trang ra. Khi họ nói rằng họ không muốn làm như vậy, họ được yêu cầu rời khỏi nhà hàng. Giống như nhiều bang khác của Hoa Kỳ, bang Texas đã phải vật lộn để đối phó với sự gia tăng các ca bệnh và tử vong do COVID-19 gây ra bởi biến thể Delta và từ chối tiêm vaccine. Tuy nhiên, thống đốc Greg Abbott, người đã từng xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào tháng 8, đã cố gắng cấm lệnh đeo khẩu trang. Nhà hàng Hang Time có chính sách không đeo khẩu trang. Chủ sở hữu nhà hàng chỉ được biết với tên là Tom cho biết, tôi cảm thấy phản ứng tổng thể với khẩu trang là vô lý ở Hoa Kỳ ngay bây giờ. Nói với đài CBS GFW, ông cho biết quy tắc không đeo khẩu trang là một phần của quy định về trang phục của nhà hàng và ông có quyền từ chối tiếp đãi. Đài CBS cho biết chính sách này không được niêm yết trong nhà hàng và cho biết thêm rằng trước khi cho khách ngồi, một nữ tiếp viên đã thông báo cho khách hàng rằng họ phải bỏ khẩu trang khi ở cửa. Vào thứ hai, thì trang web của nhà hàng Hang Time không đề cập đến quy tắc này. Các cuộc gọi bình luận đã không được trả lời. Chủ sở hữu nói với đài CBS rằng mặc dù anh ta không biết cặp vợ chồng Wester có một đứa trẻ bị suy giảm miễn dịch anh ta đã lên kế hoạch tiếp tục thực thi chính sách này. Anh nói, tôi đã dành tiền của mình cho công việc kinh doanh, mồ hôi và nước mắt của tôi vào công việc kinh doanh này và tôi không muốn ai đeo khẩu trang ở đây. Công ty Pfizer-BioNTech cho biết, vaccine của họ đã tạo ra phản ứng kháng thể mạnh mẽ ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trong một thử nghiệm quy mô lớn đây là một trong những thử nghiệm lớn đầu tiên để xem xét mức độ hiệu quả của vaccine đối với trẻ nhỏ. Trong một thử nghiệm với 2.268 người tham gia, hai mũi tiêm với liều lượng là 10 microgram, tức là 1 phần 3 so với liều tiêm dành cho người lớn, tạo ra mức kháng thể tương đương với mức được thấy trong một thử nghiệm ở những người từ 16 đến 25 tuổi được tiêm liều dành cho người lớn, với các tác dụng phụ tương tự Pfizer-BioNTech cho biết họ có kế hoạch gửi dữ liệu như một phần của yêu cầu ngắn hạn cho việc cấp phép sử dụng khẩn cấp từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, đồng thời chia sẻ dữ liệu đó với các cơ quan quản lý ở châu Âu. Vì trẻ em ít có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng hơn với COVID-19, nên đã có thêm áp lực đối với các nhà phát triển thuốc để bảo đảm nguy cơ vaccine không lớn hơn mối đe dọa từ COVID-19. Trong một số trường hợp hiếm hoi, vaccine mRNA có liên quan đến chứng viêm tim và viêm niêm mạc tim, và nguy cơ này dường như cao nhất ở nam giới trẻ tuổi. Các nhà lãnh đạo thế giới quay trở lại Liên Hợp Quốc với trọng tâm là đại dịch và khí hậu. Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ trở lại Liên Hợp Quốc ở New York trong tuần này với trọng tâm là thúc đẩy các nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói với Reuters rằng các cuộc thảo luận xung quanh việc có bao nhiêu nhà ngoại giao đi công tác có thể được tiêm chủng, cho thấy sự bất bình đẳng liên quan đến tiêm chủng nghiêm trọng như thế nào. Ông đang thúc đẩy một kế hoạch tiêm chủng toàn cầu cho 70% dân số của thế giới vào nửa đầu năm sau. Trong số 5,7 tỷ liều vaccine coronavirus được sử dụng trên khắp thế giới, chỉ có 2% ở châu Phi, Biden sẽ tổ chức một cuộc họp ảo từ Washington với các nhà lãnh đạo và giám đốc điều hành vào ngày thứ tư nhằm thúc đẩy việc phân phối vaccine trên toàn cầu. Phát biểu với CNN hôm chủ nhật, Cárteros chỉ ra những nỗ lực của Biden về việc đề xuất một quỹ tiền tệ quốc tế nhằm tạo ra một chương trình vaccine trị giá 50 tỷ đô la cho các nước nghèo hơn khi các nước giàu có có dấu hiệu tích cực đang bắt đầu giải quyết tình trạng bất bình đẳng về vaccine do đại dịch các phái đoàn của Liên Hợp Quốc bị hạn chế với số lượng ít hơn nhiều và hầu hết các sự kiện bên lề sẽ là ảo hoặc là kết hợp giữa ảo và trực tiếp. Trong số các chủ đề khác mà các bộ trưởng dự kiến sẽ thảo luận trong tuần là Afghanistan và Iran. Khi các nhà khoa học cảnh báo rằng hiện tượng ấm lên toàn cầu đang ở mức nguy hiểm gần như vượt khỏi tầm kiểm soát, Hội nghị CP26 của Liên Hợp Quốc nhằm mục đích vận động hành động khí hậu đầy tham vọng hơn nhiều và tiền để thực hiện nó từ những người tham gia trên toàn cầu. Guterres nói với Reuters vào tuần trước đã đến lúc đọc hồi chuông cảnh báo và chúng ta đang ở bên bờ của vực thẳm. Nhiều người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng ở một trường đại học tại Cộng hòa Liên bang Nga theo các nhân viên điều tra cho biết, một vụ nổ súng đã diễn ra hôm thứ Hai tại một trường đại học ở thành phố Perm của Cộng hòa Liên bang Nga khiến cho ít nhất 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Theo đoạn video hiện trường được lan truyền trên các phương tiện truyền thông, cho thấy một cá nhân có vũ khí đã bước vào khuôn viên của trường đại học Perm State. Các sinh viên đã cố thủ ở trong lớp học. Một số người thậm chí đã nhảy ra khỏi cửa sổ để thoát thân. Ủy ban điều tra của Cộng hòa Liên bang Nga trong một tuyên bố cho biết kẻ xả súng đã bị thương sau khi chống cự và hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Theo truyền thông địa phương đưa tin, danh tính của kẻ xả súng được xác định là một sinh viên 18 tuổi, trước đó đã đăng một bức ảnh của mình tạo dáng cùng với một khẩu súng trường, mũ bảo hiểm và đạn dược trên mạng xã hội. Hiện bức ảnh của nhân vật đã được gỡ bỏ. Hành động của nam sinh viên này. Được cho là không có mối liên quan tới chính trị hay là tôn giáo, mà được thúc đẩy bởi sự thù hận. Vụ việc này xảy ra chỉ 4 tháng sau khi 9 người thiệt mạng trong một vụ xả súng tại một trường học ở thành phố Kazan thuộc Cộng hòa Liên bang Nga. Quốc gia này cũng đã có những hạn chế nghiêm ngặt đối với quyền sở hữu vũ khí dân sự và nâng độ tuổi tối thiểu để mua súng từ 18 lên 21 tuổi. Nhưng mà dường như luật mới vẫn chưa thực sự có hiệu lực. Thủ tướng Úc ông Scott Morrison hôm thứ Hai đã khởi hành đến Washington để gặp gỡ các nhà lãnh đạo của nhóm Tứ Giác An ninh hay còn gọi là nhóm The Quad, một diễn đàn chiến lược không chính thức giữa Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc. Trong bối cảnh Úc đang bị chỉ trích về quyết định từ bỏ thỏa thuận tàu ngầm trị giá 40 tỷ đô la Mỹ với Pháp. Theo hai nguồn tin của Reuters cho biết, trong hội nghị lần này thì các nhà lãnh đạo nhóm Quad sẽ thảo luận về Covid-19, biến đổi khí hậu và an ninh khu vực. Phát biểu với các phóng viên ở Sydney khi lên máy bay đến Washington, Thủ tướng Úc khẳng định các động thái của giới chức nước này là nhằm bảo đảm rằng lợi ích chủ quyền của Úc sẽ được đặt lên hàng đầu và nhờ vậy người dân của quốc gia này sẽ có thể chung sống hòa bình với những nước khác trong khu vực lãnh thổ. Một nguồn tin chính phủ cấp cao còn cho biết hội nghị lần này sẽ có những thỏa thuận mới nhằm thúc đẩy hợp tác giữa bốn quốc gia trong nhóm The Quad. Chuyến đi đến Hoa Kỳ lần này của Thủ tướng Úc diễn ra sau khi quốc gia này vào tuần trước cho biết họ sẽ hủy bỏ thỏa thuận với hãng đóng tàu Naval Group của Pháp và sẽ đóng ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với công nghệ của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh sau khi đạt được quan hệ đối tác an ninh mới được gọi là AUKUS. Pháp cho biết mối quan hệ với Úc và Hoa Kỳ đang ở trong khủng hoảng và đã triệu hồi đại sứ của cả hai nước. Trong khi Úc đã giảm bớt căng thẳng và bày tỏ sự lấy làm tiếc về vụ việc, thì cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Morrison với các vị lãnh đạo đồng nghiệp của nhóm Quad là Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có nguy cơ làm gia tăng sự bực tức của Pháp. Tại Hoa Kỳ có tiến triển mới trong vụ mất tích của Gabby Petito, cảnh sát khám xét nhà bạn trai ở Florida. Các nhân viên tình báo FBI và cảnh sát hôm thứ hai đã ập đến nhà của người bạn trai đang bị truy nã để thẩm vấn về vụ mất tích của Gabby Petito, 22 tuổi, mà thi thể của cô được cho là phát hiện vào cuối tuần qua tại công viên quốc gia Wyoming National Park, vài tháng sau khi cặp đôi thực hiện hành trình xuyên quốc gia trong một chiếc xe van. FBI của Tampa, cho biết, đã được lệnh khám xét nhà và truyền thông địa phương đưa tin rằng, cha mẹ của Brian Landry, 23 tuổi, đã được nhìn thấy lên xe cảnh sát bên ngoài nhà ở khu vực Northport. Video cho thấy ít nhất một chục nhân viên thực thi pháp luật đã kéo đến nhà ở Northport và lao vào. Sau đó, một cảnh sát có thể được nhìn thấy đang lấy một chồng các hộp cắt tông bên trong. Brian Laundry và Patito đã sống với cha mẹ của Brian trước khi thực hiện chuyến đi mà cô ấy đã qua đời. Patito và Brian lên đường vào tháng 7 trên một chiếc xe van để thăm các công viên quốc gia ở miền Tây. Họ đã cãi vã và xô xát nhau trên đường đi, và Brian chỉ có một mình khi anh ta trở về nhà trên chiếc xe van về nhà cha mẹ mình vào ngày 1 tháng 9, cảnh sát cho biết. Brian được chỉ định là một người quan tâm trong vụ án này, nhưng tung tích của anh ta trong những ngày gần đây vẫn chưa được biết. Tại Wyoming, FBI thông báo hôm Chủ nhật rằng các đặc vụ đã phát hiện ra một thi thể trong khi lục soát các khu cắm trại ở rìa công viên quốc gia Grand Teton mà cặp đôi đã đến thăm. Không có chi tiết về nguyên nhân cái chết được tiết lộ. Một cuộc khám nghiệm tử thi đã được ấn định vào thứ ba. Việc xác định pháp y đầy đủ vẫn chưa được hoàn tất để xác nhận 100% rằng Chúng tôi đã tìm thấy Gabi, nhưng gia đình cô ấy đã được thông báo. Đặc vụ FBI Charles Jones cho biết, đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với gia đình và bạn bè của Patito. Cha của cô Patito là ông Joseph đã đăng trên mạng xã hội hình ảnh một trái tim tan vỡ bên trên bức ảnh của con gái ông với thông điệp, cô ấy đã làm cả thế giới cảm động. Các nhà điều tra đang tìm kiếm thông tin từ bất kỳ ai có thể đã nhìn thấy Petito hoặc Brian xung quanh công viên Grand Teton. Các nhà điều tra vẫn đang tìm kiếm tông tích của Brian Laundry. Petito và Brian Laundry là những người bạn thân thời thơ ấu gặp nhau khi lớn lên trên đảo Long Island của New York. Cha mẹ anh sau đó đã chuyển đến Northport, cách Sarasota khoảng 35 dặm về phía nam. Bắt đầu từ tuần này, thủ đô Hà Nội của Việt Nam sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế về coronavirus. Thủ đô Hà Nội của Việt Nam sẽ nới lỏng hơn nữa các hạn chế về coronavirus kể từ tuần này. Chính phủ Việt Nam cho biết, với các ca mắc mới đang giảm và phần lớn dân số ở trong độ tuổi trưởng thành đã được tiêm phòng vaccine COVID-19 hầu hết các công trình xây dựng có thể tiếp tục từ thứ tư tuần này và đồng thời sẽ còn nới lỏng thêm các hạn chế do số ca nhiễm phát hiện mỗi ngày trung bình chỉ khoảng 20 ca theo các nhà chức trách cho biết vào cuối ngày Chủ nhật. Thành phố không thể tiếp tục duy trì mãi các biện pháp về giãn cách xã hội theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết. Hiện đã có 94% trên tổng số 5,75 triệu người ở độ tuổi trưởng thành tại Hà Nội đã được tiêm phòng một liều vaccine chống COVID-19 và họ sẽ được tiêm liều vaccine thứ hai từ đây tới cuối tháng 11. Hà Nội đã tránh được làn sóng lây nhiễm coronavirus bùng lên dữ dội vào cuối tháng 4 tại Việt Nam, khi ghi nhận ít hơn 50 ca trên tổng số 17.000 trường hợp tử vong do COVID-19 trên toàn quốc và chỉ có 4.414 ca trên tổng số 687.000 trường hợp mắc COVID-19 của cả nước. Trong khi đó, tại trung tâm kinh tế của cả nước, đó là thành phố Sài Gòn, chiếm đến 49% ca dương tính và 78% số ca tử vong trên tổng số ca được ghi nhận trên cả nước. Vào tuần trước, các nhà chức trách tại thành phố Hà Nội đã dỡ bỏ hàng chục trạm kiểm soát và cho phép các nhà hàng cung cấp dịch vụ mang đi. Theo đó thì ông Tuấn cho biết cách tiếp cận của thành phố sẽ là linh hoạt và khoa học nhằm mục đích ngăn chặn virus trong khi có thể phục hồi các hoạt động kinh tế tại thành phố dồn chập thư doanh nghiệp gửi thủ tướng phạm minh chính đề xuất chiến lược kiểm soát đại dịch chủ tịch của các hiệp hội nước ngoài hàng đầu tại việt nam vừa đồng loạt ký kiến nghị gửi chính phủ đề xuất chiến lược phòng ngừa và kiểm soát đại dịch ở từng khu vực nhằm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn trong trạng thái chống dịch mới. Thư của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đề ngày 17 tháng 9 nói rằng Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Ngài, tức là Thủ tướng Phạm Minh Chính, để có thể mở cửa và phục hồi an toàn cho Việt Nam, đặc biệt là cho thành phố Sài Gòn và khu vực kinh tế phía Nam nội dung của bức thư mà bbc đăng tải đã nhấn mạnh điều mà các hiệp hội này mô tả là tình hình càng trở nên gây gắt hơn và đề nghị chính phủ cho phép họ tham dự vào các quyết sách của chính phủ cho phép họ có mặt tại các cuộc họp sắp tới của chính phủ với các hiệp hội doanh nghiệp. lá thư có đoạn điều quan trọng là việt nam phải hành động ngay bây giờ để duy trì khả năng cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu và đồng thời không bị tụt hậu trong quá trình phục hồi kinh tế. Đại diện của các hiệp hội này cho biết họ ủng hộ định hướng chính sách chiến lược của Thủ tướng Phạm Minh Chính là thích ứng để sống chung với virus một cách an toàn và nhấn mạnh điều đó có nghĩa là sẽ thoát khỏi điều họ gọi là quy trình chỉ thị 15 hoặc là 16 hoặc các biện pháp hạn chế tương tự trong tương lai. Đáng chú ý là thư nói các cuộc khảo sát mà các hiệp hội của chúng tôi đã thực hiện cho thấy ít nhất 20% thành viên sản xuất của chúng tôi đã chuyển một số hoạt động sản xuất sang một quốc gia khác. Và đó là một trong những lý do mà doanh nghiệp cần có lộ trình rõ ràng cho việc mở cửa trở lại ngay từ bây giờ. Cụm từ ngay từ bây giờ được nhắc lại khi so sánh Việt Nam với Trung Quốc và các nước trong vùng như là một sự lựa chọn để đầu tư. Việt Nam có thể bỏ lỡ những cơ hội đầu tư có thể không quay trở lại và đầu tư sẽ không tăng nếu không có kế hoạch rõ ràng để tái mở cửa và phục hồi các nhà đầu tư tiềm năng mới sẽ không thể đến nếu không có các chính sách hợp lý cho việc nhập cảnh của người nước ngoài việt nam sẽ bỏ lỡ cơ hội để tận dụng đa dạng hóa chuỗi cung ứng đi từ trung quốc nếu không thể chứng minh đây là một sự thay thế đáng tin cậy để duy trì khả năng cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu kể cả so với malaysia indonesia và thái lan việt nam phải hành động ngay từ bây giờ đại diện của các hiệp hội doanh nghiệp này nói rằng họ ủng hộ mạnh mẽ hoạt động ngoại giao vắc-xin của Việt Nam. Vắc-xin là chìa khóa để cho phép tái mở cửa an toàn và phục hồi kinh tế và biết ơn chính phủ Việt Nam đã ưu tiên thành phố Sài Gòn và khu vực kinh tế phía Nam. Lá thư mô tả: bây giờ là lúc để lên kế hoạch tái mở cửa an toàn cho hoạt động du lịch và hoan nghênh các đề xuất về mô hình thí điểm ở Phú Quốc và hành lang xanh Bà Rịa Vũng Tàu thư kết thúc bằng một thông điệp mong được hợp tác với Thủ tướng Phạm Minh Chính để có thể mở cửa và phục hồi an toàn cho Việt Nam, đặc biệt là tại thành phố Sài Gòn và khu vực kinh tế phía Nam. Chỉ trước một ngày có thư của các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài gửi cho Thủ tướng Phạm Minh Chính, 14 hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam mô tả, Họ đã dẫn cho nhiều ngành hàng chủ lực của Việt Nam vào ngày 16 tháng 9 đã đồng ký tên và một ký nghị nhằm đề xuất chiến lược phòng chống dịch theo điểm phục hồi sản xuất, kinh doanh an toàn trong bối cảnh chống dịch mới. 14 hiệp hội doanh nghiệp còn có hiệp hội sản xuất thủy sản, hiệp hội rượu bia nước giải khát, hiệp hội thực phẩm thành phố HCM, hiệp hội hàng Việt Nam chất lượng cao, hiệp hội da dày, hiệp hội giấy, hiệp hội nhựa, vân vân. Đối với tình hình COVID-19 tại Việt Nam, cả nước đã ghi nhận mức thấp nhất trong một tháng trở lại đây tính từ 17 giờ ngày 19 tháng 9 đến 17 giờ ngày 20 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.681 ca nhiễm mới, trong đó có 13 ca nhập cảnh và 8.668 ca ghi nhận trong nước tại 38 tỉnh và thành phố. Các tỉnh và thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Sài Gòn có 5.171 ca, Bình Dương có 1.410 ca, Đồng Nai thì có 869 ca, Long An 268 ca, Tiền Giang 211k, Kiên Giang 175k, Đắk Lắk 113k và An Giang có 100k. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có tổng cộng 695.744 ca nhiễm. Về tình hình điều trị, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6.821k, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 446.326. Cũng trong cùng ngày, Việt Nam ghi nhận 215 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 20 tháng 9 là 17.305 người. Về tình hình điều trị, trong ngày 19 tháng 9 có 432.575 liều vaccine COVID-19 đã được tiêm. Như vậy thì tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên 34,5 triệu liều. Trong đó tiêm một mũi là hơn 27,9 triệu liều và tiêm mũi hai là hơn 6,6 triệu liều. Cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và thị giá hối đoái, một Canada bằng 0,7795 Mỹ kim và bằng 0,6649 euro, một Canada bằng 17.763,168 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 70,29 Mỹ kim một thùng và giá dầu Brent là 74,23 Mỹ kim một thùng. Giá vàng giao ngay đạt mức 1.764,74 Mỹ kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin ngày 21 tháng 9 do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Và trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin phép được thông báo Culture Channel đang chuẩn bị thực hiện một chương trình với bác sĩ Nguyễn Hoành Khôi xung quanh thông tin mới nhất về Covid-19. Nhân cơ hội này chúng tôi muốn thu thập một số câu hỏi và thắc mắc của quý vị để chuyển đến bác sĩ Khôi. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho bác sĩ Khôi ở phần comment phản hồi phía dưới của video này. Rất cảm ơn sự tham gia của quý vị. Tới đây chúng tôi cũng xin quý vị hãy bấm like, chia sẻ chương trình này cho nhiều người cùng xem. Culture Channel ngoài các video tin tức được cập nhật hàng ngày, chúng tôi còn có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần, mời các bạn đón theo dõi. Và đặc biệt hôm nay là ngày Tết Trung thu, chúng tôi chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc, có những giây phút đoàn viên bên gia đình, tận hưởng một mùa Trung thu tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo bút vaccine hoặc gọi số điện thoại 1888 999 6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.